kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Lê La Quán Xá Quê Nhà là tập hợp những câu chuyện tản văn viết về các món ăn quen thuộc của vùng đất Ninh Hòa, Khánh Hòa. Qua đó, người đọc không chỉ thấy hình ảnh về đời sống của người dân nơi đây được thể hiện qua nét ẩm thực độc đáo, mà còn cùng với tác giả Nguyễn Hữu Tài lắng động cảm xúc, chia sẻ về tình cảm sâu nặng với gia đình và quê hương. Qua từng câu chuyện trong trí nhớ của mình, tác giả Nguyễn Hữu Tài miêu tả lại một cách trọn vẹn vị ngon và sự nồng hậu của các cô, các chị gái với những món ăn đặc trưng của vùng đất Ninh Hòa. Để mỗi lần về lại quê hương, tác giả nhất định phải lê la đến các hàng quen xóm cũ để ăn cho thật đã những món ngon này và để được trò chuyện tâm tình với những người đã gắn bó cả đời với nghề mà anh rất trân trọng. Quý vị và các bạn thân mến, đọc cuốn sách Lê La Quán Xá Quê Nhà để tìm hương xưa vị cũ, để gửi lại cho ai đó trong quá khứ, hiện tại hay tương lai những nỗi niềm, nỗi nhớ, để kiểm đếm xem những gì làm nên máu thịt tâm hồn mình, nay còn lại gì và điều gì đang dần mất đi, dần phai lạc. Người ta công nhận rằng mùi vị món ăn, thức uống quê hương luôn là chất liệu vô giá cho những người con xa quê để họ níu bám nỗi nhớ thương về đất mẹ. Cuốn sách Lê La Quán Xá Quê Nhà không chỉ mang hương vị của nỗi nhớ thương hay niềm hạnh phúc trải nghiệm của riêng mình. Nguyễn Hữu Tài, chàng trai ấy, sau 6 năm về lại quê đến 20 lần mà còn như thả bùa, chuốc cơn thèm đến người quê ở xứ khác. Sự mê hoặc ấy chỉ có thể là cái tài và cái tình của người viết. Bằng giọng văn thủ thỉ say sưa thật thà, nồng nhiệt, có lẽ là điểm đầu tiên khiến người đọc bị cuốn hút vào từng trang văn và cùng lê la quán xá với tác giả. Để rồi lúc thì chép miệng xích xoa, hít hà, thèm ăn, thèm nếm, lúc thì rung rinh cười thú vị, khi lại nước mắt rưng rưng. Ở thị Ninh Hòa có món nem nổi tiếng như câu ca dao, đi đâu cũng nhớ Khánh Hòa, Nha Trang gió mát, Ninh Hòa nhiều nem. Nhưng còn âm chựng bánh căn, chả cuốn lầy đường, dẻo thêm chuối nướng, mấy chồng bánh ướt, bánh xèo thịt mỡ, nước lòng bánh canh bột gạo, còn bún bò bà Hạnh, dây hỏi chị Dung, cơm chị Chúc, còn mắm cá muối khô chị Ba Xu, ai sẽ quan tâm để cùng thương cùng nhớ. Nhà báo Bích Hạnh, báo Thanh Niên khi nói về cuốn sách Lê La Quán Xá Quê Nhà thì chia sẻ rằng không phải chỉ cái ngon, dù rất ngon cũng không phải chỉ là cái đặc trưng vùng miền, dù rất đặc trưng như món nem tiếng tăm nhờ lá chùm ruột xanh mướt đem về từ vùng Ba Hồ Phú Hữu, bánh căn ăn kèm mỡ hẹ mà cộng hẹ sẻ nhỏ xíu xíu nhưng thơm lừng chứ không phải quá nồng và hăng như hành lá, hay trái chuối sứ Ninh Hòa rim đỏ ao ngọt liệm dẻo như bột năng của chị bán gian đường, mà điều khiến người ta chú tâm chính là nhờ ở câu chuyện xung quanh những nem, những chả, những bánh canh dây hội ấy. Nội dung sách được chia làm hai phần: La Cà Quán Xá Người Ta và rồi sẽ ngồi xuống mâm cơm nhà mình. Trong phần 1, tác giả Nguyễn Hữu Tài chủ yếu khai thác hình ảnh quen thuộc trong các món ăn gắn liền với tuổi thơ của mình, đó là những hàng quán quen thuộc của các cô, các chị, những người đã dành hết cả cuộc đời để lưu giữ món ăn quen thuộc ấy. Không ít thì nhiều, chất quê của cuốn chả trong nhà hàng phai đi chút xíu. Để ăn được chả đúng kiểu Ninh Hòa, nên tìm tới hai quán nhỏ quen thuộc gian đường Trần Quý Cáp của chị Năm, chị Ba với gánh chả cuốn. Hai bà gắn bó với gánh chả gần 60 năm, từ lúc là gái còn son, liệu yếu tơ đào, rồi lấy chồng
đẻ cái sinh con, tóc bạc trắng đầu, ngồi mái lưng còng xuống tận mắt cá chân, tay run, da nhăn đầy đồi mồi. Con dao sắc dừa mỏng tanh, mòn đi một nửa mà vẫn bám trụ với nghề, buôn gánh bán bưng, kiếm không bỏ bữa nào hết. Tất cả được tái hiện trong bài viết Chả Cuốn Lề Đường. Hay chị Tư Đôn Hậu mớm mém trong bài viết Ấm Bụng Bánh Căn. Vừa bán bánh căn vừa chuyện trò với khách, bao nhiêu cái tình cứ rủ rỉ rù rì. Chờ xíu nhan con, người ta ăn xong tới lượt mình. Gà vịt hay là cút hả con? Rồi chị Ba, chị Bảy trong bài viết Bánh Xèo Thịt Mỡ với nghề gieo giá truyền đời. Hồi con gái tóc xanh, giờ lắm tắm muối tiêu, vẫn còng lưng mỗi ngày lựa đậu. Để dần Ninh Hòa gốc rặt, đúc bánh xèo không nơi nào chống được, vì có những cọng giá cát ốm tông teo, dài lòng thòng, vị thơm mát và rất bổ, chứ không như giá lu căng tròn do ủ toàn hóa chất. Đó cũng là câu chuyện chị Tám với đôi tay như một nghệ nhân ẩm thực. Sáng 29 Tết, vì ngồi gói bánh tét, bật cassette, nghe Hữu Phước và Lệ Thủy hát, cái không khí chỉ có ở một thời. Những câu chuyện nơi quán nọ, món kia cũng là những chuyện chòm xóm, họ hàng, gia đình, ngày xưa, ngày nay. Những nỗi đời giản dị chân chất nhưng thấm tình, những buồn chui quẩn quanh xứ sở nhỏ bé. Tất cả như sợi dây tơ của chiếc ngó sen, khiến cho kẻ xa quê không thể nào ngôi nhớ. Còn với phần 2, rồi về ngồi xuống mâm cơm nhà mình, tác giả như muốn gợi gắm tâm tình, tình cảm trân quý dành riêng cho gia đình, cho ba má đã khuất và cho những người anh, người chị của mình. Vì khi nhớ về bữa cơm gia đình, các thành viên gắn kết xung quanh mâm cơm hiện lên thật đầm ấm, giản dị, mộc mạc, nhưng giờ chỉ còn hiện hữu trong miền ký ức xa xăm. Chúng tôi lớn lên quay quần trong căn nhà chắp vá, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và tình thương êm ấm. Rồi chuyển xứ xa quê, nhưng vẫn cố ở gần gặp mặt mỗi ngày. Bà má ra đi đột ngột, chẳng kịp trói trăng dặn dò con cháu điều gì. Nhưng chúng tôi biết điều ông bà mong mỏi là anh chị em hòa thuận, thương yêu, cận kề giúp đỡ. Dẫu bây giờ ai cũng có gia đình riêng, sợi dây thâm tình là bóng dáng ba má đã không còn hiện hữu, nhưng hai tiếng gia đình luôn quan trọng và thiêng liêng với chúng tôi, tác giả chia sẻ. Và hiểu vì sao trên bước đường xa xứ như cánh chim thiên di không mệt mỏi, Nguyễn Hữu Tài vẫn nhớ mãi một bữa cơm chiều trong quán nhỏ ngày ấy. Bữa cơm quán khác tất cả những bữa cơm, chỉ là dĩa cơm sườn khi cha lên thăm con trong một ngày phấp phỏng chờ đợi một chuyến ra đi chưa biết hẹn trở về, mà bao nhiêu nước mắt rơi hoài chưa cạn vì ngồi đó mà nhớ xóm làng, nhớ má, nhớ không khí gia đình đầm ấm quây quần khi trong linh tính đã báo trước những biệt ly. Chiều rơi xuống rộn ràng phố biển, ẩn hiện trong làn sương mờ ký ức, bóng ba hao gầy ngồi co ro trong quán cơm bên thằng con trai tuổi 17 gầy gò ốm yếu như xé nát cả lòng tôi, được thể hiện trong bài viết Một Bữa Cơm Chiều. Những hương vị xưa cũ tác giả gửi lại cho ba, cho má, cho quê hương, cho chính mình. Và với cuốn sách thứ 11 này của Nguyễn Hữu Tài, Lê La Quán Xá Quê Nhà, bạn đọc chắc hẳn sẽ ghi lại trong lòng dấu ấn về một xứ sở cách Nha Trang 30 cây số về hướng Bắc, nhỏ xíu mà thương. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Lê La Quán Xá Quê Nhà tại thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết Nối Tri Thức do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.